From the okay. Yeah. Restaurants to foreigners. The author is Judith Clancy, who has a passion for Machiavelli. Machiavelli's first stores and places that were built for merchants and from the Edo era to the early Showa era days. In Kyoto City, there remain 48,000 Machia buildings today. Judith says she was mesmerized by the beauty of the Machia architecture. Trình bày đấy, à, không quay nữa, quay rồi đấy. Mẹ quay phim à, mẹ quay phim con không xin phép à, thế nên con bực mình rồi. Bực mình, ngồi mãi thì chán rồi, đứng lên, phải đứng lên như thế này, phải đứng lên như thế này, đúng rồi, con phải đứng lên như thế này, con muốn nằm kìa, con muốn nằm tí. Con có muốn làm gì không? Hai con thích đứng đây này. Cho mình nằm tí nhá. Con mệt mỏi rồi nhá.